Theo hãng thông tấn Anh Reuters, ông Castro đã bác bỏ thông tin trên trong một bài báo đăng trên cổng thông tin điện tử chính phủ Cuba. Phát thanh viên Đài truyền hình quốc gia Cuba đã trích dẫn bài báo trên. Theo đó, lãnh tụ Cuba cho biết, ông rất ngưỡng mộ sự can đảm của Snowden, người mà theo ý kiến của ông là đã vì lợi ích của toàn thế giới, khi dám vạch trần chính sách tồi tệ và không trung thực của Hoa Kỳ, quốc gia mà ông gọi là đế chế hùng cường của những lời dối trá và lừa đảo. Ông Castro cũng đã gọi những tuyên bố cho rằng Cuba hoảng sợ khi bị Washington gây áp lực là lệch lạc. Ông cũng chỉ trích mạnh mẽ báo Nga Kommersant vì đã loan truyền thông tin sai lệch này. Hiện Edward Snowden đã chính thức được tạm trú tại Nga trong vòng một năm. Cựu nhân viên CIA này cũng đã tổ chức sinh nhật lần thứ 30 của mình tại lãnh sự quán Nga trong những ngày vừa qua. Cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì về nơi ở của kẻ tiết lộ đang bị Hoa Kỳ giáo xét truy lùng.